cho ông tự cho ông lưới, cho ông ngay đường này đấy. Rồi quay vô đi. Chưa được mấy năm nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
súng cũng ra, súng ra chứ. Mấy con rất dài rồi. Anh nghĩ được không? Dạ dạ. Thôi mình cần lấy mua. Đừng đòi nói được. Đừng đòi nói được. Mê đừng sạt phố, ba đừng sạt. Sạt phố cứ nói. Đó, đúng rồi. Đó, đó. Đi nói đừng nói các chắc mua. Ừ. Dạ. Phải nói về... Ngoài bên sớm thì nói rắn là mai mình muốn mong con... Rồi bố thì rắn đâu nữa. Bố mất rồi. Bố mất rồi đi. Nhưng tâm sự về về anh sớm đó nữa. Đánh nhau con thăm, không cũng chết xíu. Như bụ thì mất đi rồi, cái này thọ rồi. Chỉ con mẹ thì trống mong con được về cho gần gũi tổ tiên. Phụ cá nông bà, cho các cháu không nhận được của con lâu dài. Như con ở trong Nam rồi thì như... Em thân em dường vô có đi được thì đi, mẹ dư cũng đi được nữa. Thì con trông mong con về, con có về được thì không thì... Lần thứ nhất thì mẹ xin về thì con nói ra đông đội chế chó về. Thì mà đông đội chó về thì con tin sao. Nhưng mà ngày đó dư cũng cho con tin chứ cả. Tự nhiên mẹ mới vợ con lắm. Mẹ có thái lâm tụi tuyệt, mình đeo gì gì. Con phá từ tội rồi cho mẹ. Thì con mong trông mong con về. Từ gần gũi đầu tiên. Cha mẹ, các em. Thì lãnh hôn con thầm cũng chết tiếng. Con cho mẹ biết. Nếu có được về không thì mẹ chính con ra em chưa. Thì lại con làn lại đáng lẽ là con cũng mẹ chứ mấy chứ mẹ thì cũng con. Nếu con mới được về thì mình sẽ cấp tránh với cháu con về thì con sẽ cho mẹ một đai em dương để cho mẹ phấn khởi. Nam mô Di Đà Phật, 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 Nam mô Di Đà Phật. Lãnh hôn con thăm trong cung chạy riêng. Được con đông đùi và cấp tên cho con về. Chỉ là xin một đài âm dương, nhất âm nhất dương. Để cho
mẹ phấn khởi và các em phấn khởi, các cháu phấn khởi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, con cho mẹ đại ân dương từ sắp từ người. Không được. Thì mẹ là mong muốn con được về gần gũi tổ tiên, cha mẹ, các cháu thì gần gũi. Thì con mà ở xa rồi đi quánh năm đâu không đi được. Như khi thấy thì mẹ đi, chứ như mẹ không đi thì chỉ có em Trình thì Dũng, Trình và Vĩnh Dương đi. Thì như mẹ chỉ đai thứ hai đi nhị Vĩnh Dương. Nếu con không có được về thì con cháu mẹ về từ sắp bị ngựa. Lãnh hôn con không cũng về thiện. Đai thứ hai. Đai thứ hai thì ưu. Đai thứ hai thì ưu. Đai thứ hai thì ưu.